Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Chrono Squid. Đây là một thương hiệu khá là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ khá là đặc biệt. Ở đây là một chiếc sử dụng thân vỏ vàng khối 18K AU750 và là vàng hồng. Đó, và đường kính nó lớn lên tới size 42, 43 của mặt tròn. Chúng ta sẽ có chiều dài phần lung càng thì sẽ là 56 và chiều ngang thì sẽ là 36. Một size rất là lớn, và với cái size lớn như thế này thì nó chứa rất là nhiều vàng anh em nhé. Và bên trong mặt số của chúng ta thì nổi bật với bộ kim cọc nền EU được thiết kế mặt đen. Ở chiếc này chúng ta sẽ có 3 kim một lịch, và lịch ngày của chúng ta được bố trí dạng lịch cười nằm tại góc 6 giờ. Với múi ngày hiển thị đang là ngày 25. Núm chính của chúng ta thì được bố trí độc đáo nằm tại góc 12 giờ, giống thiết kế của một chiếc Chrome. Và ở chiếc này của chúng ta thì sẽ được khắc cái mã Refinition là CH2871R. Anh em check mã là sẽ ra. Và bên này chúng ta sẽ có đầy đủ là 08019. Đây là một chiếc thuộc phiên bản giới hạn toàn cầu Limited Edition. Chúng ta sẽ có Imperator và đây chúng ta sẽ có Contact. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng, như là chuyện đầu búa 371, chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó Bec La, chuyện 730. Với xuất hiện của những cái chuyện này thì chúng ta có thể kết luận đây là một chiếc đồng hồ vàng khối. Phần đáy được cố định đầy đủ những con ốc vít nằm tại 4 điểm để tăng khả năng chống sốc cũng như khả năng kháng nước tốt hơn. Quả vàng được thiết kế màu vàng với hệ thống đánh vân rất là đẹp. Và bộ máy sử dụng trên chiếc Chrono Squid này đó chính là cỗ máy ETA 2892. Với cỗ máy này thì anh em sẽ có đầy đủ số lượng chân kính là 21 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 VPH. Và thời lượng chữ cốt của chúng ta là 42 giờ. Toàn bộ phần đáy có thiết kế bằng vàng khối luôn anh em nhá, cầm thực sự nhiều vàng anh em ạ. Và núm này của chúng ta cũng có chuyện của Chrono Squid với logo của hãng được chuyện ở bên trên. Đó, anh em thì thấy những chuyện chữ chuyện của chúng ta được làm cực kỳ sắc nét. Đây là một chiếc giới hạn 19 chiếc toàn cầu, và đây là một chiếc mang số thứ tự là 08 anh em ạ. Đó, mặt đen huyền bí rất là sang với những cọc số được thiết kế dạng số Arabic để tăng phần cổ điển. Tất cả kim trên chiếc này được thiết kế bằng vàng khối luôn anh em nhé. Đó. Mặt kính sử dụng vẫn là một mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Ở phần thân chiếc này được tạo hình rất là đẹp, nó sẽ thon lại ở hai bên hông góc 3 giờ và 9 giờ, và nó sẽ phồng ra ở vị trí góc 7 giờ, 5 giờ, 11 và góc 1 giờ. Đó, nó sẽ thon lại ở bên hông rất là sang. Đó, và đặc biệt là độ dày chiếc này thì nó được cấu tạo khoảng độ 10mm. Đó, và nó sẽ được làm cong để bo theo chiều tay cổ tay anh em. Và tương đương với 4 cái lắc tu lắc lung càng thì chúng ta sẽ có 4 con ốc vít rất là đẹp, màu vàng hồng cực kỳ sang anh em ạ. Đi kèm chúng ta sẽ có một sợi dây da cá sấu màu đen. Và đây là sợi dây đã được nâng cấp rồi, và sợi dây cá sấu nhập anh em nhé. Cùng với đó chúng ta sẽ có một bộ khóa xiên vàng khối với logo của hãng được chuyện ở bên trên. Toàn bộ khóa này chắc chắn sẽ được cấu tạo bằng vàng khối với đầy đủ chuyện ký hiệu của vàng là chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó Bec La, chuyện AU750. Và với chiếc Chrono Squid này, một siêu phẩm đến từ Thụy Sĩ, vàng khối 18K và dành cho anh em tay to, rất là nhiều vàng. Chiếc này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt là 128 triệu. Nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.